Đặc sản thỏi rừng lai nướng luôn mắm nhỉ? Đặc sản Việt ngon thứ thiệt, quyết liệt thử ngay. Sức hấp dẫn của thỏi rừng lai nướng luôn mắm nhỉ chính nhờ chất thịt săn chắc, ngọt thơm tự nhiên. Quá ngon chọn thỏi rừng lai size tầm 1,8 đến 2 kg một con và chế biến thành hai món, nướng luôn mắm nhỉ và nấu cà ri dành cho 2 đến 3 người dùng no nê. Trước khi nướng, thỏi rừng lai sẽ được sơ chế và tẩm ướp theo công thức bí truyền với nhiều loại gia vị. Trong đó, điểm nhấn sáng giá của món đặc sản này chính là sử dụng nước mắm nhỉ loại 1 để ướp, giúp món ăn thêm đậm đà và màu sắc bắt mắt. Thỏi rừng lai sẽ được nướng luôn nguyên con từ 30 đến 45 phút, không khí luân chuyển liên tục trong lu giúp thỏi được chín đều, tăng độ giòn dai của da. Phần thịt thỏi rừng lai vẫn giữ được độ ngon ngọt đặc trưng, dậy mùi xao xuyến. Đặc sản để ăn kèm với các loại rau rừng như lá cốc, đinh lăng, xá xị, húng lũi, ngò gai, ngò om, húng cây, ớt hiểm, chấm cùng muối hột giả ớt hiểm thì càng khiến thực khách phải say mê ngay từ lần đầu tiên thưởng thức. Món ngon chiêu đãi khách quý hay đãi tiệc gia đình, bạn bè thì thỏi rừng lai nướng luôn mắm nhỉ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Gọi ngay 0906 797932 để đặt món thưởng thức tại nhà hàng hoặc giao tận nơi nha.